Thưa quý vị, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và thôn kiểu mẫu nông thôn mới, thời gian qua huyện Hòa Vang đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp mang tính đột phá, qua đó góp phần thay đổi diện mạo nông thôn của địa phương, trong đó có mô hình vườn mẫu nông thôn mới. Đây là mảnh vườn của ông Nguyễn Gia, thôn Hòa Khê, xã Hòa Sơn, được Hội Nông dân huyện hỗ trợ xây dựng vườn mẫu nông thôn mới năm 2022 với việc hỗ trợ nhân công và 50 cây mít thái. Mô hình không chỉ giúp người dân phủ xanh đồi trọc mà còn tạo điều kiện cho các hộ dân được thụ hưởng, có thêm điều kiện nâng cao thu nhập. Tôi cũng mong rằng là thời tiết tạo điều kiện cho tôi cái vườn mít này, tôi cố gắng cả sức để chăm sóc về Nam để có cái nguồn lợi để cho gia đình chúng tôi thu hoạch. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và thôn kiểu mẫu nông thôn mới của huyện Hòa Vang, thời gian qua, Hội Nông dân huyện đã luôn đồng hành với người nông dân trong việc chuyển giao khoa học công nghệ, hỗ trợ con, cây giống, giúp người nông dân cải tạo vườn tạp, chuyên canh hóa nhiều loại cây trồng thông qua mô hình vườn mẫu nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện Hòa Vang đã có 12 vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao. Ý Hội Nông dân cũng muốn, Hội Nông dân của mình là xóa bỏ vườn tạp để làm chuyên canh, ví dụ một lụa cây trồng thôi, chứ cũng không có để vườn vẫn có nhiều lụa cây thì cũng khó, cho nên chúng tôi cũng vận động hội viên là làm những ý đó để là cái vườn mẫu nông thôn mới thì được, là thứ nhất là anh phải làm xanh sạch đẹp, thứ hai là anh trồng một chủng lụa cây thôi chứ anh không có thể để vườn tộp trong đó, cho nên từng bước là hội viên nông dân người ta họ nhận nhìn vấn đề đó thì mình thấy đây là một cái hiệu quả đem lại rất là cao. Có thể khẳng định mô hình vườn mẫu nông thôn mới là sự kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường nhằm gìn giữ cảnh quan, không gian sống trong lành của làng quê Hòa Vang theo hướng xanh sạch đẹp. Việc xây dựng mô hình đã được đông đảo cán bộ, nhân dân, nhất là hội viên nông dân đồng tình hưởng ứng, tạo được sức lan tỏa rộng lớn trên địa bàn huyện.